Mới đây, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại MRT APEC lần thứ 27 diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch MRT, Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng Xuất khẩu New Zealand. Hội nghị có sự tham dự của 21 nền kinh tế thành viên APEC và các quan sát viên gồm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Hội đồng Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương PECC và Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương PIF. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu tham dự hội nghị. Tại hội nghị, các bộ trưởng APEC chú trọng thảo luận về các chính sách thương mại nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19. Những biện pháp được đưa ra bao gồm việc đảm bảo thị trường mở, thúc đẩy lưu chuyển thuận lợi của thương mại hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, tạo thuận lợi cho chuỗi cung ứng vaccine an toàn và hiệu quả. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh vai trò của hệ thống thương mại đa phương mà WTO là trọng tâm, khẳng định Việt Nam sẽ tích cực tham gia các phiên đàm phán, thảo luận nhằm giải quyết các vấn đề trong WTO hiện nay để đảm bảo mang lại những kết quả thực chất và kịp thời, góp phần vào thành công của hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12. Về các biện pháp trong APEC nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến nhằm thúc đẩy việc luân chuyển hàng hóa và dịch vụ trong khu vực, đặc biệt thông qua việc triển khai các nội hàm đã được đề cập tại tuyên bố MRT năm 2020 về tạo thuận lợi cho việc lưu chuyển hàng hóa thiết yếu. Chia sẻ về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, Bộ trưởng ủng hộ các hoạt động hợp tác trong APEC nhằm đảm bảo cung ứng và sản xuất vaccine an toàn, hiệu quả, công bằng và kịp thời, đồng thời áp dụng những biện pháp phù hợp để phục hồi kinh tế và duy trì an sinh xã hội. Thank you.